Gomu huyền thoại, một huyền thoại được tái sinh, triệu tập hải tặc mạnh mẽ nhất One Piece, nhập vai đấu tướng không chờ lượt, khám phá thế giới One Piece và nhận về phúc lợi hấp dẫn. Tải game ngay! Top 10 nhân vật đêm to nhất One Piece hiện tại. Yo, xin chào 500 anh em băng xăm soi đã quay trở lại với kênh của mình. Đỉnh cao của mỗi ác truyện, độc giả luôn muốn được chứng kiến những màn đấm nhau kinh điển của các nhân vật mạnh nhất. Dù gì thì combat thì vẫn luôn là yếu tố hấp dẫn chúng ta mà. Do đó thì những trận đấu huyền thoại ở Tổng Bộ hay Wano luôn được xếp vào ác đáng xem nhất, nơi mà các nhân vật tầm cỡ như Tứ Hoàng đua nhau thi triển võ công. Cái gì càng to càng bự anh em càng thích, cảm xúc một người nào đó sở hữu sức mạnh vượt trội luôn khiến chúng ta cảm thấy phấn khích đúng không nào? Dâu trắng lúc mới xuất hiện đấm vỡ không trung, Kaido thì một chùy một mạng cửu hồng bao, Tứ Hoàng nó phải như thế chứ, trả bù cho thằng Luffy suốt ngày bị Nami đấm cho. Còn Buggy mới lên chức đã bị hai thằng đồng minh tẩn tan nát. Trong One Piece kẻ mạnh không thiếu nhưng để tách biệt khỏi đám đông không phải chuyện dễ dàng. Sau đây mời anh em cùng với Samsoi đến với top 10 nhân vật đêm to nhất One Piece hiện tại. Tất nhiên không bao gồm những người đã chết, bị loại khỏi thời đại hay chưa có cơ hội thể hiện mình. Giờ thì get go thôi. Một Akainu luôn được đánh giá cao nhất trong bảng xếp hạng những nhân vật mạnh nhất thế giới. Akainu thì có vị trí trang trọng cho sức mạnh vượt trội của mình. Có câu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Mỗi khi mà chiến đấu gần tổng bộ Sakazuki như được bắp thêm sức mạnh tinh thần lên gấp bội. Ít khi nào mà thấy thanh niên tham chiến quá xa Marineford. Những gì đã thể hiện ở Marineford 2 năm trước xứng đáng với chức thủy sư hiện tại. Trực tiếp đưa A xuống địa ngục, đục thêm một lỗ vào bụng Tứ Hoàng dâu trắng, màn tỏa sáng khinh người, khẳng định sức mạnh đô đốc bá đạo nhất ở trong bộ ba. Bác Oda thì xác nhận cháy dung nham của Akainu giúp chó đỏ sủa to nhất đại hải trình, ý mình ý là có vết cắn gây sát thương chí mạng cao nhất. Ngay cả những người cứng cỏi như Marco hay Jinbei cũng không chịu nổi một đấm của ông ta. Vết sẹo hình chữ X ở trên người Luffy cũng là tác phẩm từ thợ săm hải tặc Sakatsuki. Chắc chắn rồi, Akainu thuộc top tay đấm gây sát thương mạnh nhất, nếu không muốn nói là mạnh nhất. Dung nham một khi mà xuyên qua cơ thể coi như không thể phục hồi. Với độ bá đạo trên thực hạt gạo, Akainu từng đuổi cho Zoden chạy tuột quần ở đâu đó trong 2 năm tạm hoãn. Tầm này Luffy bật Gear 5 đấm nhau cùng với gã mặt sẹo cũng chưa chắc đã giành được thắng lợi nhá. Dù sao magma của khứa thì vẫn còn quá nguy hiểm, thứ biến một nửa Park Hazard bị bốc cháy vĩnh viễn. 2. Luffy. Thực tế trước khi mà bật Gear 5, với Gear 4, Luffy cũng được đánh giá khá tốt về mặt gây sát thương, tuy nhiên thì nó khó lòng chen chân vào top 10. Nhưng mọi chuyện đã khác từ khi mà thắng trận solo với Kaido và bắp lên Tứ Hoàng thời đại mới. Thức tỉnh trái ác quỷ giúp mũ rơm đạt được trạng thái sức mạnh phi lý nhất ở trong những người ăn trái ác quỷ. Muốn làm cái quái gì cũng được miễn sao Kulu nghĩ ra trong đầu và biến cơ thể cao su của mình thành thứ cậu thích. Tự do ở trong suy nghĩ chính là thứ đáng sợ nhất của người ăn trái ác quỷ Hito Hitonomi Model God Nika. Ai ngờ được là có ngày Luffy bay lên tận mây rồi, cầm luôn quả sét to đùng ném vào người Tứ Hoàng Kaido, khiếp vãi cả trường. Những tưởng câu nói đùa cú đấm hạ gục Tứ Hoàng của Elizabeth đệ nhị chỉ để chôn khán giả thôi. Sau cùng thằng bên đã thực sự là hạ gục một Yonko bằng đòn bai giang chứ danh. Cú đấm khổng lồ bắp full Haki vũ trang cấp cao cộng Haki báo vương cấp cao, đỡ thế méo nào được. Ông già Kaido nổi tiếng trâu như chó còn gãy bà nó cây sừng, bất tỉnh mà rơi xuống hố dung nham. Cho đến nay, đòn kết liễu Tứ Hoàng Bách Thú được xem là skill mạnh nhất ở trong bộ chiêu thức của thằng men não cao su. Cú đấm này thì xứng đáng trở thành đối trọng lớn với thủy sư đô đốc Akainu bên phía tổng bộ. 3. Gáp. Từng chiếm trệ ở ngôi vị top 1 hải quân, danh hiệu anh hùng tổng bộ vẫn luôn là thứ gì đó đáng được tôn trọng cho công lao cống hiến của Gáp. Chiến tích ông ấy lập được trong quá khứ nhiều vô kể, từng hạ cục đối thủ ngưỡng huyền thoại thôi, như là Shiki, Don Chinzao, Rocky Sebek, một trong những cái tên đó đủ sức khiến mấy thằng nhóc lấc cấc toát hết cả mồ hôi hột rồi. Ông thì có cuộc so kè kinh điển cùng với vua hải tặc Goldie Roger, người sau này trở thành vua hải tặc. Giai thoại giữa hai người thậm chí còn nổi tiếng hơn cuộc đọ kiếm trường kỳ của xanh tóc đỏ và mắt diều hâu. Đặc biệt để đối đầu với những tên chuyên ăn trái ác quỷ trên biển, Gáp tỉ luyện cho mình quả full Haki báo vương cấp cao vô cùng bá đạo. Một đấm làm tù đầu trước mũi khoan của Don Chinzao. Ông thì sở hữu luôn biệt danh là Gáp nắm đấm.
chỉ sử dụng đòn đấm chay nhưng mà không kẻ nào dám khinh thường nhá. Roger, Zelie còn có kiếm thuật hỗ trợ, chứ mà riêng ông nội Luffy ấy, một đấm là đủ rồi. Đòn tấn công của Garp sở hữu chỉ số chí mạng gần như là 100%, đấm cú nào là ói ẻ cú đó luôn. Marco thì sau trận đại chiến tổng bộ phải băng bó phần đầu, ông già gân đấm phát mà muốn sang chấn tâm lý luôn. Năng lực Phượng Hoàng thì còn không hồi phục nổi thì anh em cũng biết rồi đấy. Đấm vỡ vài quả núi chỉ là chuyện như cơm bữa thôi, giải trí một chút xíu thôi. Tuổi cao, sức có suy giảm nhưng mà đẳng cấp vẫn là thứ được ông duy trì. Chưa bao giờ Garp rời khỏi top đầu nhân vật đỉnh nhất One Piece, dù rằng ông nội Luffy rất ít khi thể hiện sức mạnh. Cùng trông chờ màn trình diễn của Garp và Roger ở đại chiến God Valley chống lại thuyền trưởng Rock huyền thoại. 4. Sengoku. Đứng cặp cùng Garp trong hàng ngũ hải quân chấn giữ tổng bộ suốt mấy chục năm qua, tên tuổi thủy sư Sengoku được gói gọn trong hai từ huyền thoại. Giữ chức vụ cao nhất trong lực lượng hải quân lục chiến ở thời kỳ của những Shiki, Dâu Trắng, Roger, hiển nhiên Đức Phật Sengoku phải thuộc dạng vô cùng máu mặt. Ông được gọi với danh xưng chiến lược gia thiên tài, giỏi cả văn lẫn võ. Sức chiến đấu của ngài thủy sư thì không thể xem thường nhá. Từng một trưởng bay màu cả team dâu đen đang hống hách ra rẻ ở tổng bộ. Sengoku thì sở hữu sức mạnh trái ác quỷ doan thần thoại có tên là Hito Hitonomi, model Phật vàng, cho phép hóa thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sở hữu khả năng thiên biến vạn hóa và đòn tấn công mạnh nhất của ông sử dụng là một trưởng pháp tạo ra sóng xung kích cực mạnh giống như năng lực của Gura Gura. Như Lai thần trưởng có thể gây ra sát thương chí mạng cho kẻ thù hoặc tạo nên một vùng sát thương lan rộng lớn. Gần như là không có cách nào để ngăn được trưởng pháp vô địch thiên hạ. Sóng xung kích thì giúp ông không cần chạm vào tên dâu đen vẫn đánh trúng được hắn. Do đó thì Sengoku hoàn toàn xứng đáng đứng trong hàng ngũ top nhân vật sở hữu đêm to nhất One Piece ở thời điểm hiện tại. 5. Mihawk. Không có Sanh ở trong danh sách này, bù lại thì Mihawk chiếm trệ một vị trí chính thức top 10 nhân vật sở hữu sát thương chiêu mạnh nhất. Mắt Diều Hâu thì nổi tiếng từ cái thời còn chưa trở thành Thất Vũ Hải, lúc đó thì ông có biệt danh là thợ săn hải quân, tìm và diệt lính biển để giải quyết nhu cầu cá nhân cần được thư giãn. Cái giá dành cho Mihawk sau khi mà Shichibukai bị bãi bỏ là 3 tỷ 590 triệu Berry, thậm chí còn cao hơn cả hai tân tứ hoàng là Buggy và Luffy. Nhát chém của Mắt Diều Hâu bá như thế nào, cứ nhìn cách ông cắt đứt băng vĩnh cửu của Aokiji ở tổng bộ là biết ngay. Đấy thì chỉ là kiếm khí thôi nhá. Với một kiếm sĩ, sát thương mạnh nhất có thể tạo ra cần phải va chạm trực tiếp vào người đối phương. Nhìn cách Zoro chém rách da của Kaido bằng đòn Asura, Ade thì tự hỏi liệu rằng ở đẳng cấp đệ nhất kiếm sĩ như Mihawk, ông thì có thể đánh bại được tứ hoàng bách thú luôn không? Và suy cho cùng, đã mấy chục năm nay, Mắt Diều Hâu thì chưa hề bị tứ hoàng sờ gáy, dù ông ta chỉ một mình trên biển. Anh em hẳn không quên Mihawk đã đánh bại Zoro ở Biển Đông bằng một con dao gọt táo và nhát chém cơ bản bằng thanh Zuru Hắc Kiếm để lại vết sẹo không thể phục hồi trên người của anh đầu tàu. Mắt Diều Hâu thì vẫn chưa một lần chiến đấu nghiêm túc, bác Oda thì cố gắng để dành đất diễn cho hai thầy trò ở trận solo tái đấu cuối cùng. 6. Kid. Tay to không thua gì thằng bồ tèo Luffy. Kid đồng nát sở hữu cánh tay sắt vụn sát thương vật lý khổng lồ. Sức mạnh thuyền trưởng bằng tặc ve chai phụ thuộc nhiều vào số lượng sắt thép xung quanh. Cũng may ở Onigashima là kho vũ khí đạn dược, chứ không thì Kid cũng chẳng thể phát huy tối đa năng lực của trái ác quỷ Jiki Jikinomi. Anh rất thích sử dụng chiêu thức Pang Gibson để tấn công đối thủ. Với cú đấm đồng nát, Kid đã từng đấm Kaido văng ra xa và đè mặt tứ hoàng Big Mom áp chảo xuống đất. Khi mà kết hợp thêm sức mạnh thức tỉnh, anh thì có thể truyền từ tính vào đối thủ, khiến Mama trở thành một cục nam châm khổng lồ, hút mọi loại vũ khí xung quanh. Mẹ lớn lúc này thì không khác gì cục thịt được đâm nhiều lỗ để chuẩn bị đem đi chiên xù cả. Sau đòn phản lực, Big Mom ngồi dậy với hàng tá vết thương lớn nhỏ, máu từ miệng cũng chảy ra, chứng tỏ sức mạnh kinh người tên hải tặc siêu tân tinh một tay. Sau đại chiến, anh cũng đã được nâng lên 3 tỏi Belly như chúng bạn. Hiện tại thì đang truy lùng kẻ có vết bỏng cho tung tích hồng phiến Polyp thứ tư. Kid nói rằng khi mà cả ba gặp lại nhau, họ chắc chắn sẽ là kẻ thù không đội trời chung. 7. Dâu đen. Tên lông đen nổi lên sau khi mà nuốt trọn trái ác quỷ chấn động của bố già. Lỡ mang tiếng ăn cháo đá bát thì làm cho tới câu chuyện luôn. Vét tới cùng bằng tặc dâu trắng. Căn bản mỗi trái Yami Yami hắn vô cùng khó chịu rồi. Bắp X2 sát thương khi mà đấm chay vào người khác. Và giờ đây hắn có Gura Gura trong tay, dâu đen có thể tung ra những chiêu thức chấn động tương tự bố già.
Sức mạnh Kurakura no Mi quá bá giúp hắn ngoi lên vị trí tứ hoàng, thay thế cho Newgate. Có thể nói cả hai trái bóng tối và trái chấn động đều là hàng hiếm trên biển. Có một trong hai thôi cũng đã đủ trở thành hải tặc mạnh nhất trên thế giới rồi. Ở tổng bộ, khi mà mới làm quen với cú đấm chấn động, Zoden đã có thể kéo gần như nát bét tổng bộ hải quân. Thử hỏi à, tầm này hắn còn mạnh lên như thế nào khi mà thuần phục được sức mạnh của bố nữa? Trong 2 năm, hắn đánh bại huyền thoại Wang Zi của băng hải tặc Rock cũ, ẵm luôn danh hiệu vua của đảo hải tặc Hachinosu, mới đây còn hạ gục nốt là Bo Hancock và chuẩn bị bón hành cho lo ba củ tỏi. Hắn thì quá xứng đáng có mặt trong danh sách này đúng không anh em? 8. Fujitora trở thành tân đô đốc ở trong 2 năm time skip. Fujitora có màn debut hoàn hảo ở Derosa. Không giống bò lục no hành ở Wano, hổ tím ngầu bá trái hơn rất nhiều. Lão già mù nhưng mà đánh bạc cực đỉnh nhá. Đứa nào dám lừa ông, Iso lại cho nằm bẹp dưới đất ngay. Fujitora thì sở hữu trái ác quỷ Jushi Jushinumi cho phép điều khiển trọng lực, kể cả phản trọng lực. Một người như Zoro hay Sabo cũng không dễ gì thoát được chiêu thức áp lực ngàn cân của ông ấy. Điều mà khiến người ta nhớ nhiều nhất về lão đô đốc chính xác là skill cực bá triệu hồi thiên thạch từ ngoài không gian. Tưởng tượng nó đâm vào mặt đất, sức sát thương sẽ khủng khiếp như thế nào. Một quả đá trời cỡ vừa là đủ hủy diệt cả vùng đất rộng lớn. Gần như là không có cách nào để nó đâm xuống đất, trừ khi là chém đứt thành nhiều mảnh. Sát thương từ vụ nổ hủy diệt mọi sinh vật ở trong bán kính là vài trăm mét. Nếu thiên thạch rơi xuống biển, nó sẽ tạo ra thảm họa sóng thần, nhấn chìm cả hạm đội chiến thuyền gần đó. Với chiêu thức này thì ông được coi là quái nhân, theo lời nhận xét của Thất Vũ Hải Doflamingo. Đấy thì mới là đánh chơi cho vui nhá, chúng ta thì chưa có dịp chứng kiến sức mạnh của ông già đuôi này. Có thể thì nó sẽ được gợi lại từ trận chiến với Tổng tham mưu Sabo ở Thánh địa Marijoy. 9. Lo. Đồng cân đồng lạng với hai thằng khứa thuyền trưởng thời đại mới, Zakalo được ca ngợi là một trong những thủ lĩnh của thế hệ tồi tệ nhất. Anh thì gần như bất bại trong room, điểm yếu duy nhất chắc chỉ là hơi yếu sinh lý, đấm nhau toàn than vãn là sắp cạn mana. Không biết là bao giờ mới tung ra đòn nốt chiêu cuối đây. Ban đầu thì Lo không được đánh giá cao ở mảng gây sát thương do những nhát chém ở trong room chỉ có tác dụng với mấy tên gà mờ thôi. Nhưng mà kể từ khi mở được ca room dạng thức tỉnh, bác sĩ luật đã cho chúng ta thấy một cái nhìn rất khác. Không gây ra sát thương lan, bù lại sát thương chí mạng từ thanh quỷ kiếm Kikoku có thể khiến một tứ hoàng đổ gục xuống sàn. Anh thì chuyển sức mạnh trái OPOP vào thanh katana, đâm xuyên qua lớp phòng thủ kim cương bất hoại của Big Mom, Zoden, phóng đại kích cỡ, gây cấp số nhân sát thương. Và chiêu thức này đã từng gián tiếp đánh bại tứ hoàng Big Mom ở Wano. Ngoài ra, những kỹ năng đặc trưng là Shockwave hay Counter Shock gây ra nội thương trực tiếp vào cơ thể đối thủ. Nhìn chung thì Lo mạnh nhất ở dạng cận chiến, nhưng mà đánh tầm xa cũng có nhiều lợi thế rõ rệt. 10. Aokiji. Cuối cùng, cựu đô đốc băng chim chỉ xanh Kuzan không phô trương như Akainu. Aokiji thì đơn giản có thể hạ gục hàng trăm đối thủ cùng lúc. Cơ bản, ông không gây ra độ hủy diệt như các nhân vật ở trên, nhưng với băng độn, một khi đối phương đã rơi vào phạm vi tấn công, người đó khó lòng có thể thoát khỏi thảm họa do băng tạo ra, lạnh cóng cả người luôn. Aokiji đã từng một chiêu đóng đá Konshi King, một vùng biển rộng lớn trong suốt một tuần lễ. Chiêu thức IS Kỷ Băng Hà được xem là kỹ năng đặc trưng nhất dùng để khống chế quân địch với số lượng lớn. Ở Marineford, ông đã sử dụng nó để ngăn chặn lại cơn sóng thần dữ dội mà Dâu Trắng mang đến, tiện thể đóng băng luôn cả tổng bộ không cho bất kỳ một con thuyền nào chạy thoát. Sức mạnh của Aokiji được Joker tôn trọng, sự xuất hiện của chim chỉ xanh ở Băng Hazard giúp Smoker bảo toàn được tính mạng. Và mới đây, Kuzan vừa đến đảo bánh xin nhẹ một kill tư lệnh ngọt Cracker, đồng thời bắt cóc Pudding lên tàu của Dâu Đen. Ông đi để lại cả hòn đảo chìm trong băng tuyết. Aokiji thì sẽ còn tiếp tục vai trò ở trong tương lai. Chúng ta cần được nhìn thấy đẳng cấp thực sự của kẻ đã đánh nhau với Akainu suốt 10 ngày 10 đêm. Và ok, trên đây là video top 10 nhân vật đêm to nhất One Piece hiện tại. Anh em muốn mình làm tiếp về chủ đề gì hay giả thuyết gì cứ comment bên dưới đi nhá. Giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón 3 bạn may mắn sẽ được lên sóng của channel Samsoi. Đầu tiên là Monkey D. Luffy. Anh ơi cho em hỏi Kid hay Lo ai mạnh hơn, mong được lên. Mình nghĩ thì chắc cũng ngang nhau thôi, mỗi người thì một thế mạnh, riêng mình thì thích Lo hơn bởi vì anh vừa thông minh lại còn ngầu nữa. Và tiếp theo là Hero, chí sói đầu đàn. Kaido mà có 3 loại Haki thì chết Luffy rồi. Thế thì bỏ mẹ Luffy rồi chứ còn gì nữa, AD thì không nghĩ hắn có Haki báo vương đâu.
Và cuối cùng là bạn Phụng Võ, không biết khi nào được anh cho gia nhập băng hải tặc. Đang tuổi ăn tuổi ngủ, ham vui chi em. Link fanpage thì anh ghi bên dưới nhé. Video đến đây là kết thúc rồi và đừng quên để lại một like, đăng ký kênh giúp bọn mình phát triển thêm nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo vào ngày mai. Bye bye!